không được chữa trị sớm, bệnh dậy nên sẽ để lại kết quả hết sức nặng nề. Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bị bệnh dậy nến biến dạng cắt khớp do uống thuốc nam của thầy lang. Bệnh nhân là N.L. A 47 tuổi, ngụ Đắk Lắk, nhập viện trong tình trạng đỏ da róc rãy toàn thân, các khớp chân, tay, gối sưng to, biến dạng. Khai thác bệnh sử được biết bệnh nhân này được người thân chỉ đến một thầy lang bốc thuốc nam để uống. Khi uống được một tháng, bệnh phát nặng hơn, toàn thân sưng đỏ, người sốt, các khớp sưng to, biến dạng. Thí sinh, bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, giám đốc bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, viêm khớp dãy nến là một thể nặng của bệnh dãy nến và rất khó trị dứt điểm. Viêm khớp dãy nến nếu không được chữa trị sớm sẽ để lại kết quả hết sức nặng nề, có thể gây ra tình trạng viêm khớp tiêu diệt, dẫn đến biến dạng khớp và tàn tật vĩnh viễn. Viêm khớp xảy ra trên khoảng 10-30% bệnh nhân dãy nến với các biểu hiện lâm sàng của bệnh như đau ở các khớp đầu gối, mắt cá chân, cù chỏ, đau lưng khu vực cột sống, cứng khớp buổi sáng, viêm sưng ở ngón tay, ngón chân khiến ngón sưng và có hình khúc dồi, móng tay, chân bị rỗ tiến thưởng và ly ra khỏi phần thịt mềm dưới móng. Trong những trường hợp nặng, viêm dãy nến khớp có thể gây biến dạng, tiêu diệt khớp không hồi phục, khiến bệnh nhân bị tàn tật, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống và sức khỏe người bệnh. Hiện có nhiều nguyên lý điều trị bệnh dãy nến, tuy nhiên vẫn chưa có cách nào điều trị khỏi hẳn. Bệnh nhân dãy nến cần lưu ý đông đả đến các yếu tố làm bùng phát bệnh như thời tiết, mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng. Bệnh nhân bị bệnh dãy nến phải nhớ để tránh những điều sau. Một trong những vấn đề của bệnh nhân dãy nến là ngứa mãn tính nên dẫn đến bệnh nhân cào gãi làm viêm nặng hơn, gây ngứa và gãi nhiều hơn, dẫn đến chu kỳ bệnh lý ngứa gãi. Ngoài ra, việc cào gãi làm tổn mến da dẫn đến xuất hiện những mảng dãy nến mới, đó là hiện tượng kiếp nơ. Theo các thầy thuốc bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh, khi bị bệnh dãy nến, người bệnh tránh tắm gội bằng nước quá nóng, nên dùng nước ấm cùng với chất rửa không chứa hương liệu. Chỉ sử dụng những vật phẩm chăm bẩn da nhẹ, dịu, nên mang găng khi tiếp xúc với hóa chất hay chất tẩy rửa. Tránh cào gãi vì có thể làm tổn mến da, vi khuẩn dễ xâm nhập gây nhiễm trùng. Cào gãi cũng gây xuất huyết da và làm nặng tình trạng dãy nến. Cắt ngắn móng tay để giảm thiểu những tổn mến do cào gãi. Không bóc, cậy cắt mến tổn gì giống như cào gãi, sẽ gây chảy máu, nhiễm trùng và làm nặng tình trạng dãy nến. Tránh dùng bia rượu và cà phê. Biện pháp kiểm soát ngứa do bệnh dãy nến. Theo các thầy thuốc bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh, các nguyên lý kiểm soát ngứa do bệnh dãy nến như: dùng thuốc kháng histamine, thuốc này tác động lên dẫn truyền thần kinh và liên quan đến ngứa và có thể chức năng an thần, giúp bệnh nhân ngủ dễ hơn. Ban ngày nên dùng những loại thuốc không an thần và phải theo đúng chỉ đạo của thầy thuốc. Sử dụng chất làm mềm da và dưỡng ẩm, chất làm mềm giúp da trở nên mềm mại. Chất dưỡng ẩm giúp phòng ngừa khô và nứt da, nên bôi chất dưỡng ẩm sau khi tắm. Việc sử dụng chất dưỡng ẩm kém cỏi xuyên có thể phòng ngừa triệu chứng ngứa và đau do da khô và giảm dãy cũng như viêm da. Thuốc bôi corticosteroid, dù là dạng kê toa hay không kê toa, corticosteroid được dùng khá rộng rãi để điều trị nhiều loại bệnh lý gây ngứa. Tuy nhiên, cần phải thận trọng khi sử dụng loại thuốc này vì có những chức năng phụ như gây mỏng manh da, giãn mạch. Chườm rét bằng túi đá, đây là một trong những cách giảm ngứa lập cập và dễ dãi nhất. Băng bí mật mến tổn, sau khi bôi thuốc, phủ lên dùng da bệnh bằng các miếng nhựa, giấy, găng tay hàng giờ để tăng chức năng chống ngứa và hạn chế thói quen cào.